mọi người, chào mừng đã quay trở lại. Nếu như bạn tìm đến video này thì chắc hẳn là chiếc flycam của bạn đang thông báo có cập nhật firmware mới. Video này chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm DJI Assistant 2, một phần mềm được tối ưu dành cho người sử dụng sản phẩm đến từ DJI một cách đơn giản nhất. Và phần mềm này sẽ giúp chúng ta có thể cập nhật được firmware cho chiếc flycam của mình, thay vì cập nhật rủi ro như là chúng ta cập nhật trực tiếp ở trên máy. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể cân chỉnh camera hay thậm chí là xuất những cái file dữ liệu bay của mình. Ok, và để bắt đầu các bạn hãy truy cập trang web này nhé. Ở video này chúng ta sẽ sử dụng DJI Assistant 2 Consumer Drone để nâng cấp cho một số dòng flycam thông dụng, ví dụ như là DJI Avatar, dòng mini với 2-3 phiên bản SE. Các bạn hãy nhớ check xem chiếc máy bay của mình có nằm trong list sử dụng được này hay không nhé. Các bạn hãy nhấn tải xuống với phiên bản phù hợp với hệ điều hành mà bạn đang sử dụng và cài đặt nó. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy mở ứng dụng DJI Assistant 2 lên. Các bạn hãy tháo nắp camera và mở flycam. Lưu ý là hãy để pin đầy hoặc trên 40% như hãng khuyến cáo, mà tốt nhất là nên để đầy pin nhé. Khi thiết bị được kết nối, các bạn hãy nhấn vào tên thiết bị để vào giao diện cập nhật. Ở đây, chọn vào mục Firmware Update để xem phiên bản cập nhật mới. Các bạn sẽ xem được tên phiên bản, ngày phát hành và kích cỡ của bản update. Nhấn Upgrade để tiến hành cập nhật. Lúc này một bảng thông báo sẽ hiện ra. Bạn hãy check lại một lần nữa để xem mức pin của thiết bị đã ở mức khuyến cáo hay chưa, kết nối USB có vấn đề gì không và máy tính đã kết nối mạng ổn định hay chưa. Nếu tất cả đã ok rồi, hãy nhấn Start Update. Khi thiết bị đang cập nhật, các bạn hãy để yên cho đến khi hoàn tất nhé. Thời gian cập nhật sẽ trong khoảng 5 đến 10 phút tùy vào cái tốc độ mạng, nên là mình sẽ tua nhanh thôi nha. Và sau khi cập nhật hoàn tất, thiết bị sẽ khởi động lại. Vậy là xong rồi đấy. Tương tự với tay cầm, bạn cũng kết nối và cập nhật nó theo cách như trên nhé. Nếu như bạn cần xuất dữ liệu bay, flight data để nhằm mục đích sử dụng nào đó, thì ứng dụng DJI Assistant 2 cũng hỗ trợ. Rất đơn giản, các bạn chỉ cần bấm vào log export ở bên trái. Các bạn chọn một cái file được định danh theo ngày tháng năm mà bạn cần tìm, sau đó nhấn chọn Save to Local. Sau đó các bạn hãy chọn một nơi mà bạn muốn lưu file này và nhấn Open rồi chờ nó tải về máy là được. Nếu như máy bay của bạn là các dòng sản phẩm có cảm biến, ví dụ như là chiếc Mini 3 Pro trên tay mình, thì nó sẽ có thêm một cái mục đó là Calibration ở trong thanh menu. Nếu trong trường hợp các bạn gặp báo lỗi dạng như là Downward Vision Sensor Calibration Error hay là Forward Vision Sensor Calibration Error v.v. thì ứng dụng DJI Assistant cũng sẽ giúp bạn cân chỉnh lại những cái cảm biến này. Các bạn bấm vào mục Calibration ở đây. Các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn bằng hình minh họa rất dễ hiểu của hãng. Tuy nhiên thì tóm gọn lại sẽ có một vài lưu ý cần chú trọng, ví dụ như các bạn nhớ cắm dây thật chắc chắn và đừng để nó bị tuột. Các bạn nhớ nhìn ở góc trái để nhìn được cái tư thế cầm flycam đúng để cân chỉnh. Trước khi cân chỉnh mỗi cảm biến, ở giao diện bắt đầu, các bạn hãy để đúng tư thế và để flycam ở vị trí xa gần, làm sao cho nó khớp với hình bốn góc vuông trên màn hình trước. Sau đó, ở giao diện kế tiếp, các bạn nhớ là di chuyển cảm biến xa gần lên xuống trái phải để khớp theo các ô xuất hiện trên màn hình, chứ không phải là di chuyển cả cái máy bay nhé. Và nếu như các bạn gặp lỗi thì cứ bấm làm lại, nó không vấn đề gì cả. Và hãy làm lần lượt với từng cảm biến. Sau khi hoàn tất, ứng dụng sẽ tính toán và cân chỉnh và hoàn thành 100% là ok rồi đó. Rồi, bây giờ hãy bắt đầu bay thử để xem đã trơn tru và ổn định chưa nhé. Hy vọng rằng nội dung này sẽ hữu ích với bạn. Nếu thành công, đừng quên dành cho chúng mình một like và một subscribe nữa nhé.